mới đầu cháu cũng không tính nói, nhưng mà tại Việt Đông nói tinh tấn cho nên là cháu cũng muốn cập nhật cái thực tập của cháu. Chú có cần phải đeo cổ áo cha vào không? hôm trước là cháu có nói là nhờ hôm trước mà cái nhóm mình có bí cho cháu thì với lại là thì anh cũng có gửi một cái clip của Thị Viên Minh nói một cái câu á, là cho ấn tượng nhất là rút ra được cái là giống như cái biết á, nó tự biết nó tới lúc nó tự biết là nó biết, giống như có sư có kể về một cái câu nói của Đức Phật á. Thì Đức Phật nói á, là cái biết khi cần biết thì nó biết, khi không cần biết thì thôi. Thì bắt đầu cháu cháu buông từ từ ra, có cái câu có cái ý mà kêu thực tập đi nhóm nhận biết đi thì cháu có nghe lời Dược Đông là cháu thấy nó vậy thôi, chứ nó thôi cháu không làm theo nó. Thì khi mà không làm theo nó cũng có cái năng lượng nó khó chịu lắm, thì cháu cứ cứ để vậy và cháu cứ buông như vậy, thì 1 2 ngày sau là cháu thấy nó nhẹ dần. Và tới và bắt đầu khi mà cháu thực tập vô nữa thì từ từ cái là cháu thấy là mặc dù nguyên ngày như vậy thì cháu thấy là cháu cái nhận biết của cháu nó cũng nhiều nhiều nguyên ngày á. Và cháu thấy mình nhận biết được cái rõ, những cái tinh tế hơn. Những cái hành vi của cháu thường là mình không có để ý là nó tại sao nó như vậy, nhưng mà bây giờ là nó mình có thể nhận ra được luôn là do những cái hành vi của mình, nó là do cái thái độ của mình. Ví dụ như khi khi mà cháu 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 để ý lâu rồi là cháu khi mà cháu cháu cúng ông bà là cháu cháu khi mà cháu cháu lạy xong ông bà bắt đầu cháu quay ra cháu lạy trời đất, là không bao giờ cái chân của cháu đứng hình chữ V thẳng vậy mà nó nghiêng vậy không. Và bắt đầu cháu mấy hôm nay là cháu thấy là do là cái lúc đó đó là luôn có cái năng lượng đó, là kêu cháu làm gấp gấp đi, làm cho xong mau, cho xong đi. Thì bắt đầu cho thấy do cái ý nó như vậy cho nên là dẫn tới cái hành động của mình đó, cái hành vi của mình đó là nó như vậy luôn mà đó giờ mình không không để ý. Và hôm hôm trước nữa là có một cái là cho để ý từng từng cái nhỏ nhỏ như vậy đó. Không không phải là mình để ý mà tự nó biết chứ, tự nó biết hả. Giống như buông vậy đó, tự tới tới lúc nó biết là tự tự nó biết, chứ chứ mình không không có, chứ cháu không không có cố nghe. Hồi hồi xưa là gì nè, hồi xưa là ví dụ như cháu thấy được cái gì rồi đó là bắt đầu cháu sẽ bám vô cái đó để cháu coi coi rõ biết nó là cái gì. Nhưng mà bây giờ là cháu cháu không có làm vậy. Cháu cứ để cho nó tự nó biết thì nó biết, có mấy cái nào chừng chừng nào tự nó tan thì tự nó tan. Mà cháu hôm 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 mấy hôm trước là cháu cháu có đi, cháu cháu giống như cháu chạm vô cái nhận biết á, thì cháu thấy là trong cái nhận biết á, nó cũng không có biết là 1 phút sau là nó biết cái gì. Và trong trong cái pháp thì nó cũng không có hiện cho cái biết biết là 1 phút sau là cái pháp nó sẽ diễn ra như thế nào, nó không có. Chỉ có cái ý, chỉ có cái ý của mình là muốn muốn sắp tới nó sẽ làm gì, là chỉ có một mình thằng ý nó nghĩ như vậy thôi. Còn còn cái pháp và cái nhận biết là nó hoàn toàn nó không biết, nó chỉ biết cây chăng lúc đó là cái gì là như vậy thôi. Và khi khi mà cháu gặp ví dụ như cháu cháu nhận biết cái điều đó mà
nó thấy khó chịu nhiều, nó thấy khó chịu nhiều mà nó lặp đi lặp lại hoài, thì bắt đầu cháu có thời gian là cháu sẽ ở sâu vô trong đó, cháu sẽ ở sâu vô trong đó coi coi là cái gốc rễ của nó là cái gì. Thì nhưng mà mình ở sâu vô trong đó, nhưng mà mình không có bám chắc giống như hồi xưa. Ví dụ như hồi xưa mà cháu nghĩ là cháu ở hồi xưa cái kiểu thực tập mình ở sâu vô trong đó nha, nhưng mà khi ở sâu vô trong đó là nó có cái ý là muốn muốn giữ cái năng lượng đó lại để mà nhìn. Giống như là khi hồi xưa mình cũng vô thực tập, nhưng mà giống như là mình vừa thực tập nhưng mà cái bản ngã nó cũng cũng theo nó thực tập luôn á. Còn bây giờ thì giống như là cháu cũng vô vô trong đó, cháu ở trong đó để coi coi là trong đó cái gì. Nhưng mà cháu cái ý cháu giống như là cái tâm thế của mình là giống như là để cho cái viết nó tự viết. Khi nào nó biết thì nó biết, khi nào nó biết cái gì thì tự tự nó biết, chứ 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 không có cần cố nữa. Thì cháu thấy cháu đang đang làm vậy đó, thì cháu cũng không biết nó làm sao, nhưng mà cháu thấy cháu đang làm vậy. Cảm ơn chú, cảm ơn. Chỗ này là vi tế này ha, tại vì trong cái quá trình đó là nó cái ý nó xen vào mà mình đồng hóa với cái ý, với cái cách đó là mình quên rồi, mình quen rồi, mình không có nhận ra à nó đang có cái ý xen vào cái chỗ này, ngay cái chỗ này nó muốn khăn, nó muốn phải thay đổi, nó muốn phải cái gì đó, nó có cái ý đồ của nó. Nhưng đồng nói thêm chỗ này cho. Dạ em như cháu á, trong quá trình thực tập của cháu thôi thì cháu thấy là nói chung là nó cái tâm trí mình nó sẽ xen vô rất là nhiều thứ, nó xen vô đủ đủ chuyện hết, nó muốn bám chấp rồi nó muốn, nói chung là bây giờ cháu nói là cái hiện tại của cháu đi, là giống như là mỗi lần cháu định ra cái quyết định gì đó cái tâm trí nó luôn luôn nó xen vào rồi đưa đưa ra quyết định, ví dụ nó muốn mình là phải làm như này như kia để người này và người khác phải hài lòng với cái chuyện mình làm. Nhưng mà nhiều khi cháu mà thấy cái đó, cháu đã thử khoảng vài tuần nay rồi, cháu không động luôn, cháu không động luôn, không phải làm cho ai coi hết, không để người ta, không làm cái gì cho người ta hết, mình chỉ nhận biết bản thân mình thôi. Thì cháu thấy những cái chuyện mà cháu vướng mắc á, cháu nghĩ là nó sẽ rất là to lớn kinh khủng lắm, nhưng mà khi mà cháu nhận biết á, với cái tâm, một cái tâm rất thái rất là bình thường, thì cái chuyện nó tự nó giải quyết luôn chú, nó tự nó giải quyết một cách rất là suôn sẻ, mình không cần phải động vào nó luôn. Giống như là dạo này là trên chỗ cháu làm đã có một số vấn đề về giống như là phụ huynh và học sinh đó, những người này không thích người kia, và như là người đó thì người ta cũng, cái bạn học sinh nó cũng khá là không có được mong, giống như mong muốn của phụ huynh đó, thì người ta cũng có nhờ là để nói cho các bạn đó là bạn đó nghĩ để ảnh hưởng tới người khác nhiều, mà cháu cũng không biết lựa lời sao cho nó hợp lý, tại vì cháu thấy bạn cũng sai, trái cũng sai để ảnh hưởng tới mấy đứa nhỏ, tại bạn nó cũng lớn rồi mà có mấy hành động mà ảnh hưởng mấy đứa nhỏ, nhưng mà cháu cũng không biết lựa lời làm sao, cháu suy nghĩ rồi cái cách nói làm sao để không chạm vô tự ái của bạn, rồi nó suy nghĩ nhiều lắm, nhưng mà cháu chỉ nhận biết chính mình là cái suy nghĩ đó đang ở trong mình, cháu không nói gì hết, bạn đã tự biết mình sai ở đâu và bạn tự điều chỉnh, không cần phải làm gì hết, không cần phải làm gì hết, cháu không động luôn. Tự nhiên lúc đó cháu tại lại nhớ tới cái câu mà ở trong cái một cái câu thơ là tâm không động thì mọi thứ nó tự thành, thì cháu không động không làm gì hết là mọi thứ nó tự nó diễn biến theo cái cách mà mình muốn, giống như cái câu ở mà ở trong Thiên Chúa giáo hay nói là con hãy làm việc của ta, còn việc của ta thì việc của con thì ta làm, giống như là mình, cái việc của mình là nhận biết thôi, còn mọi thứ mà mình cần thì nó sẽ được đáp ứng, là mình không cần phải mong cầu gì nữa, không cần tìm cầu gì thì mọi thứ nó tự nó về với mình. Thì nó có những cái câu tương tự như là bất chiến tự nhiên thành, không cần phải đấu tranh, chỉ cần nhận biết cái tình huống thôi, mình không cần phải hành động, không cần phải đấu tranh gì cả, chỉ biết à nó như vậy đó, mình đứng cho yên đó thì tự nhiên nó sẽ mở ra. Nhưng mà ở đây đó, nó có phần ý thức, phải ý thức, phải biết là cái gì đang xảy ra, chứ không phải là không biết cả đâu, không cần không biết, nếu mà mình nghĩ là không cần làm gì cả, không biết gì cả thì là hỏng rồi, nó phải có sự nhận biết ở đây và mình thấy, cảm thấy có sự xen vào của tâm trí, có sự đấu tranh, có sự muốn thế này muốn thế kia,
mình nhận hết, nhận biết hết những cái đó thì nó mới để cho nó tự xảy ra được, đúng không? Phải khó là phải Không, dạ. Ví dụ như cái quá trình thực tập của chị Vân á, thì cháu thấy là nó lúc có lúc nó rất là tiến rất là nhanh, nhưng có lúc chị Vân hay mắc vào mấy cái chỗ mà mình hay phân tích vào cái tâm trí nó hành động như thế nào, nó nghĩ như thế nào, cái bản chất vấn đề ở đâu. Nhưng mà những thứ sinh diệt thì mình không cần phải tìm ra cái bản chất của nó, bản chất của nó sinh thì nó sẽ diệt, nên mình chỉ để ý vào mình, chính mình là chính là cái nhận biết thôi. Mình chỉ nhận biết qua cái đó, mình đừng có tìm cái nguồn gốc và nguyên nhân ở đâu cả, tại vì cái đó nó sẽ sinh diệt trong trong sát na rồi đó, hoặc là trong từng giây từng phút nó cũng sẽ tự sinh tự diệt, nên mình không cần phải nguyên nhân và kết quả gì hết. Mình chỉ nhận biết à mình đang vướng mắc vấn đề đó, là mình chỉ cần nhận biết và trọn vẹn của nó thôi, không cần nguyên nhân, không cần biết nguyên nhân của nó là gì cả. Cháu thấy là nó sẽ hợp lý hơn nếu mình cứ đi phân tích. Mình muốn tìm biết nguyên nhân thì mình phải dùng cái đầu, mình phải liên tưởng này kia, mình tìm được cái nguyên nhân tại sao mình bị như vậy, thì nó dùng tâm trí mất rồi, nên nó sẽ làm cho mình khá là mất thời gian. Chứ mình chỉ cần trọn vẹn với cảm giác khó chịu hay là cái bất kỳ cảm giác nào nó mình thấy được thôi, là cháu thấy là như là đủ rồi, không cần là phải làm gì nữa. thì Và thì cũng đừng những cái này là những cái vi tế những cái dạ. tầng lớp vi tế trong mình đó hả, Dạ. là cháu nó cháu dạ cháu bây giờ thì cháu đang làm với mấy cái bản ngã của cháu, giống như là thèm ăn này nọ, chứ giống như là chỉ có thèm thuồng, giống như là thèm ăn cái này ăn cái kia đáp ứng nhu cầu của nó. Cái bản ngã nó có nhu cầu là phải ăn ngon mặc đẹp rồi vậy á, thì cháu cứ nhận biết vậy thôi, lúc nào mà nó hết thèm cháu mới ăn, còn chơi lúc nó thèm thì cháu cứ ngồi nhìn nó thử nó làm sao thôi. Tại vì nó dạo này cháu cũng khó khó ăn khó khó ăn khó ở mấy cái vụ mà mẹ nó ăn dở quá vậy. Cũng mấy cái mà nó vi tế nhiều lắm, từ khi mà cháu không có phân tích nguyên nhân nữa, nhiều cái vi tế mà cháu thấy được lắm, rất là nhiều luôn, giống như là nó không bao giờ mà nó hết được. Giống như là mình chỉ cần tới đón nhận, có nhiều cái nó sẽ tới 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 để coi thử cái tâm mình nó như thế nào thôi, rất là nhiều chứ không phải là tới đó. mà chú Cháu nghĩ thấy cái là năm bên cân mà chú nghĩ cái năm bên cân hiểu đó, nó sẽ vờ ở cho mình thấy đó, à đúng cái này là vì như vậy, không cần phải là có thắc mắc đâu, đúng không? Nếu mà có những cái bên cân hiểu đó, nó sẽ chỉ cho mình thấy rõ cái này là từ cái chỗ nào, không cần phải đi tìm cháu tòi. cháu khi mà ví dụ như là mình nhận biết đủ lâu chú à, mình nhận biết ở lộn, mình cứ thực tập nhận biết và tự nhiên vậy á, thì mình sẽ biết tương lai mình gặp chuyện gì không chú? Cháu cảm nhận được tương lai mình sẽ gặp những chuyện gì xảy ra trong cuộc đời mình để mình được hoàn thiện hơn. Bây giờ cháu biết luôn, cháu biết là cái hành trình tương lai của cháu sẽ xảy ra những chuyện gì để cháu được hoàn thiện hơn, thì cháu cảm nhận được trong đó. Và cháu có nói với một bạn á, thì bây giờ nó diễn ra y chang những gì cháu nói mà lúc đó luôn. Tại vì nó theo một cái, nó giống như là cái cuộc đời nó đi qua cũng chỉ để là một trải nghiệm và nhận lấy những bài học cần thiết thôi. Nên bây giờ cứ thong thả mà cứ học thôi, chứ cũng cháu cũng không có mong cầu gì nữa.